6 triệu rồi bà con. Rồi V50 đã qua sử dụng. Cái gì vậy cậu? Hả? Cái nằm làm gì hay vậy? Vậy vậy phải không? Nằm hay đứng? Nằm. Để đứng luôn đi. Đứng hả? Đứng luôn đi. Đứng luôn đi rồi. Rồi hạ xuống luôn. Như mấy xăng vậy mà. Mày có mấy chục ký ta? Bốn mấy ký vậy, tải dầu nó hơi nặng ra, tải dầu nhiều quá. Tải dầu không đầy nhấp mẹ bình mà dư tiền chở luôn rồi đó. Dư tiền chở là thôi xe spa xăng dầu này ghé ghê à. Về rửa lên hiền luôn. Vậy là trên YouTube là của Hồng đó hả? Đúng rồi, cây bên đây, cái đây. Còn nhóc ở đây. Đây. Còn thấy mới đăng ở đây quá này. Đăng chuyện qua. Tại nó mới đổi hôm qua. Khó là về đó, hư cái không thích là đổi rồi, dễ lắm. Không, nó em 5 ngựa xài ngon. Mà lên 7 cái nó gung, chịu không được. Nó không chịu xài. Này bơm nước không hả? Chạy cái gì 2 tắc 4 không? Rồi, có đó. Bơm đạp à? Đạp. Đạp cái 2 tắc mấy? Tại vừa ở nhà có cái ống đạp 2 tắc 4, 2 nòng sẵn rồi. Mua này lúc rồi. Mấy Tú cũng gần mà. Trời đâu có qua tới Mấy Tú đâu. Tới đâu? Chỗ cây xăng Hữu Di đó là tới cầu đồn bẹo lên từ 200 mét tới nhà tôi rồi. 8 anh. 800. Dạ. Được anh. 4 ống cây xăng là 60 hoặc là 80, 80 hoặc 90. Được, nổi anh 5 cái rưỡi chạy được rồi. Dạ đúng rồi. 200 m. Dạ. Có an toàn quá. Anh nhắn tin địa chỉ đi. Rồi, ok.